Nam chính trong câu chuyện hỏi mua mèo, trả lời khó chịu đang bị dân mạng chỉ trích vì màn biểu thị thái quá. Cô nàng là người lạ, nhắn tin khá lịch sự, bạn ơi, cho mình hỏi con mèo bạn nuôi mua ở đâu vậy? Thế nhưng, thay vì làm lơ hoặc cung ứng địa chỉ, chàng trai lại buông một câu, thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn. Cô gái kia cực kỳ lịch sự, thấy khó chơi nên nhẹ nhàng rút lui nên để lại một câu cảm ơn. Anh chàng cảm thấy chừng đó chưa đủ nên kế tiếp trách móc con gái nhà người ta, rất tiếc bạn không có thứ mình cần. Và bạn hỏi không lịch sự nên mình không cần trả lời bạn. Đoạn trao giữa cô gái và chàng trai đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Đa phần dân mạng đều hoang mang về cách trả lời của anh chàng này. Dường như câu chuyện chưa dừng ở đó, anh chàng kế tiếp đăng một bài dạy dỗ cô gái. Nhiều người không biết cách đặt câu hỏi rê, chả biết có dự định gì. 1. Nếu muốn tóm chuyện làm quen thì có thể khen con mèo xinh là được rồi. 2. Nếu muốn biết mua mèo ở đâu thì thân thương hơn hẳn gỏi, chứ không quen không biết gì thì sao rờ. Cờ phải trả lời câu hỏi của bạn. Bạn đang nghĩ bạn là ai? Mối quan hệ thân sơ nó quyết định khá nhiều đến cách giao tiếp và nội dung câu hỏi bạn được phép đặt. Nên giao tiếp với bất kỳ ai cũng nên dùng não suy nghĩ trước khi gọi. Đừng dùng cái thứ trên cổ của bạn chỉ để đội mũ. Lãng phí. Bài đăng gây bức xúc của nam thanh niên. Chàng trai thậm chí còn công khai cả thông tin cá nhân của cô gái. Dường như anh chàng nghĩ cô dùng con mèo để làm quen với mình nên mới làm to chuyện đến thế. Cách hành xử này kế tiếp khiến dân mạng bức xúc. Sau khi đọc được bài đăng của anh chàng, hàng loạt tài khoản đã xả thân chỉ trích. Nhiều người cho rằng chuyện không đáng để chàng trai phải dạy dỗ và để lộ thông tin về người khác như vậy. Chưa thể, câu hỏi của cô gái cũng không hề bất lịch sự. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của chàng trai đã nhận về hơn 40.000 lượt bày tỏ cảm xúc cùng 30.000 lượt share. Câu chuyện hiện đang gây xôn xao trên mạng xã hội và số lượt like, share.